sưởi ấm cho cả gia đình. À, chúng em sẽ chăm sóc gia đình bằng những bữa cơm. Huyền cũng đã mất một năm để từ một ngôi nhà thô và biến thành một cái căn nhà hoàn thiện. Ngay từ đầu hai vợ chồng cũng rất là băn khoăn để làm sao đi tìm những cái ý tưởng cho cái ngôi nhà của mình. Cái tông màu như tất cả quý vị xem ấy, thì ví dụ như màu tường chủ đạo của sơn đều để tông màu nâu mà hơi ngả vàng chút xíu, khiến cho mình cảm thấy là nó rất là hài hòa. Đều có hướng nó bay lên, không có khí thải nào bay xuống cả. Cho nên là khi mà nó bay lên thì chúng ta xử lý không tốt, chúng ta không có trang thiết bị, không có mùi, không xử lý tốt thì tất cả những khí thải nó sẽ đi xuyên qua tất cả những cái phòng ngủ, những phòng chức năng phía bên trên đó. Cái tới sơn bằng kim chẳng hạn, thì cái màu chủ đạo, màu gọi như là màu sinh của anh ta là màu trắng. Người Việt Nam mình thường hay là lúc nào cũng chào mến khách, cho nên là phòng khách của mình lúc nào cũng thường hay đặt một cái sofa ở vị trí này. Bình Minh không phải là nhiếp ảnh gia, nhưng hôm nay Bình Minh và Sắc Màu Cuộc Sống sẽ giới thiệu đến quý vị một nhiếp ảnh gia thú vị. My color. Không chỉ là 1040 màu sơn.